Em xin kính chào toàn thể các bác. Em giới thiệu đến các bác cặp loa Bô 101 SD. Cặp này hình thức rất là đẹp nha các bác nhé. Em sẽ quay từng loa một. Đây là mặt loa nhé, ở phía trong nó có một cái nhựa nhé. Thì em sẽ tháo em quay cái màng loa. Đây là mặt trên này ạ. Không một vết xước các bác nhé. Bên hông này ạ. À, phía mặt dưới. Mặt dưới thì nó có cái dấu vết, trước đây người ta bắt cái bát treo nhé. Bát treo loa ấy, bên hông đây ạ. Phía mặt sau đây ạ. Cái này số series thì các bác đọc hơi khó đây nè. Ở đây 001483 nha các bác nhá. 001483. Và đây là một cái nữa. Đây ạ. Mặt con này là bằng sắt nhá. Bằng sắt các bác nhá. Mặt trên đây ạ. Rất là đẹp, không một vết xước luôn. Bên hông ạ. Phía bên dưới nó cũng có cái vết của cái trước đây bắt cái bát treo. Bên hông. À, đằng sau đây ạ. Bụi đen còn chưa vệ sinh hết rồi các bác này. Bụi bẩn đấy ạ. Số series đấy ạ. 001484 nha các bác nhá. Cặp này là trùng cặp liền số series nha các bác nhá. Đây ạ. Cái nhựa này có thể nhấc ra được nha các bác nhá. Này cái nhựa này có thể nhấc ra được. Về loa, cấu hình loa thì nó giống những con Bô 101mm các bác nhé. Giống như con Bô 101mm. Bát loa này các bác nhé. Thì em để xuống dưới đây này. Em cầm em quay cái bát loa cho các bác xem. Bát rất là đẹp. Đấy ạ. Nó màu hơi vàng các bác nhé. Màu hơi vàng một chút. Đây là một cái bát loa. Và bên đây là một cái nữa. Chữ nghĩa thì các bác nào chuyên chơi những cái dòng này thì các bác có thể nhìn chữ là các bác có thể biết được. Thì tí em sẽ test một cái đoạn nhạc để cho các bác nghe cái chất âm của nó. Em xin chào các bác, mời các bác nghe một đoạn nhạc thể hiện qua con Bô 101 SD. Em đang ghép phối ghép với con âm ly Bô 170525 mã nha các bác nhé. Đây nha, 101 SD nhá. Em đang cắm cái dây ở phía sau. Thì con 1705 này chuyên để ghép với cái các dòng 101 111, tiếng rất là hay nhá các bác nhá. Tiếng rất là hay, tiếng rất là chắc. Tiếng rất là hay và chắc ạ. Em mời các bác nghe một đoạn nhạc. Thank you.
thăm trường cũ, nhiều nét đôi thay tương mãi dịu mờ. Bên hình hàng dừa tiếp những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn in vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, hồi lá hồi hoa chỉ thấy em xin phép test một cái đoạn nhạc như vậy nhá. Bác nào có yêu thích cặp này thì xin mời liên hệ với em qua số điện thoại 0916 507 222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em xin kính chào toàn thể các bạn.